Dạ vâng, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn bộ những vị khán giả đang theo dõi video bên em nhé. Em tiếp tục lên cho mọi người một cái bộ phân tần loa 3 đường tiếng như canh nhá. Đấy, đây. Ở đây thì nó đếm dây ra thì là loa 3 đường tiếng rồi. Nó rất là nhiều màu sắc đây cho mình. Thì với bộ phân tần như thế này thì nếu như nhìn vào thì chắc anh cũng nghĩ là bộ phân tần này 3 đường tiếng mà nhìn đơn giản quá đúng không ạ? Nhưng mà thực ra không phải vậy đâu nhá. Em sẽ đi lần lượt cho mọi người. Đầu tiên thì là cuộn cảnh của nó rất là to, to hơn rất là nhiều so với những cuộn khác nhá. Bên ngoài thì được bọc giấy cẩn thận luôn cho mình. Thông thường thì những cái phân tần khác của những cái bộ phân tần thì nó sẽ để trơn ra và mọi người nhìn thấy được đúng không ạ? Nhưng đây nó có giấy bọc luôn nhá. Trên đây thì có ghi luôn cả thông số kỹ thuật này. Đấy. Về thì các bác cứ mày mò tìm hiểu giúp em. Những cái này thật sự thì nó rất là hay, nó đều có ý nghĩa hết nhá mọi người nhá. Đấy. Đây ở đây thì có các con tụ nữa. Đấy. Và ở đây thì rất là khác biệt so với cả những con khác. Đây mọi người nhìn thấy cái gì không ạ? Đấy. Đây em sẽ chỉ cho mọi người xem nhá. Đây, ở đây thì thực ra nó là nút điều chỉnh này, đây toner này, đấy, select này, clear shot này, đấy với ba chế độ mọi người nghe thấy tiếng âm ấn không ạ? Đấy thì nó sẽ tương ứng với cả cái con ở đây nhá. Đấy. Đây. Hình như hơi lóa đúng không ạ? Đấy. Ở đây thì các nút bấm này. Đấy, thì nó sẽ tương ứng với cả cái phần ở đây. Ngoài ra thì có một cái nút để điều chỉnh input overload cái gì đấy. Đấy thì nó sẽ tương ứng với con ở đây. Đấy. Em thật với mọi người, em quay 10 bộ phân tần rồi thì đây là bộ lần đầu tiên có cái kiểu nút ấn như thế này. Lần trước thì có nút gọi là tinh chỉnh âm sắc thôi đúng không ạ? Có hai nút tinh chỉnh. Nhưng ở đây thì nếu như mà để nói ra thì nó có tận 4 nút cơ, 1 2 3 và 4 nút đúng không ạ? Điều chỉnh luôn. Đấy, ở đây thì trên đây thì nó có luôn cả tên của sản phẩm nhá. Đây là của đôi loa Sonic rồi. Loa Sonic là đôi quá cổ rồi. 3 way nhưng mà lại 5 speaker, tức là 3 đường tiếng, 3 đầu vào nhưng lại 5 đường tiếng thì phải speaker, em nhớ như kiểu là đường tiếng chứ, 3 way. Cái này em đang bị loạn loạn. Đấy, cái này thì được sản xuất tại Nhật như canh nhá. Đây là một trong những đôi loa rất là cổ luôn. Tất cả những dòng Sonic từ trước đến nay em quay loa, tất cả loa của nó đều là loa cổ hết. Và những cái dòng đấy thì chất âm của nó cực kỳ hay nhá. Đấy. Thì cái bộ phân tần đấy, 3 đường tiếng này, có nút tinh chỉnh cho mọi người. Đấy, phía đằng sau bên này thế. Quá là đầy đủ, cực là chất luôn. Ngoài ra thì có một cái nút input, cảm tưởng như ở cái đây là jack kết nối loa rồi, thuộc dạng xoáy này. Đấy mọi người nhá. Mọi người mà dùng vít xoáy vào thì cực chặt. Nếu nút này như kiểu là để đấu sắt hay là kết nối cái gì ấy, hoặc là cái chân em quên sử vít tên chân đấy rồi. Nhưng thôi nói chung là nó rất là ok luôn. Đấy. Đôi này, bộ này thì em sẽ để cho mọi người giá là 900 nghìn nhá. Bác nào lấy thì alo luôn cho em. Số điện thoại của bên em là 0966 594581. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.